nó đặc biệt hơn nha. This is my husband. Trời ơi. Rất là đẹp đó rác. Nhưng mà so xấu quá. Dễ thương quá. Từng phút giây đang trôi qua trong ngôi nhà chung. Khoảng thời gian quý giá cuối cùng này, khi các thành viên đã có mặt đông đủ, mọi người quyết định vui chơi hết đêm cho thật sảng khoái cùng nhau. Bây giờ mình sẽ chơi con cá sấu. Bây giờ mình chơi ai bị thì quay. Tuấn Anh, Tuấn Anh. Mới vô biển cái đi uống uống lấy hơn. Quay. Quay hả? Dạ. Chẳng may mà làm nó tụt xuống lại đến nhiêu rồi. tin anh không? Tin anh đi mà. Tin ai? Đi có khủng long nó còn gà em. Gì vậy em? Hôn môi. Hôn môi. Môi. Mà lúc nãy đã đánh răng chưa? Vừa ăn mắm tôm rồi mắm nêm các kiểu xong. Em thấy không? Trong nhà tối giờ ai cũng ăn hết. Mỗi anh Tuấn Anh là chưa ăn. Mỗi Tuấn Anh chưa ăn. Em phải làm sao cho tất cả mọi người, 8 người đều có mồm có mùi như thế. Thì bây giờ em phải hôn Tuấn Anh để cho Tuấn Anh cũng có cái mùi đấy luôn. Em đừng suy nghĩ quá đâu. Đừng có suy nghĩ. Hôn là hôn liền, mất hứng. Ừ. Nghe đang buồn nghe đây. Nó bị sốt mà nó quay ngay cái hot nhất luôn. Em có biết là anh mong nãy giờ anh bốc được một cái đấy mà anh không được không? Anh hơi cáu ấy. Em hôn anh Long luôn đi. Anh Long bây giờ đang muốn quay. Anh Lâu. Anh Lâu sẵn không? Đúng rồi, hôn anh Long nè em. Em hôn anh là em an toàn nhất ở cái nhà này. Ôi, em chưa 18 mà mọi người. Chưa 18 mà giả giấy tờ để vào tham gia chương trình này à? Nhanh lên nào, Hung red đi. Gì à? À ý là hung red là vậy hả? Là Đúng. Không, em hôm nay tối em xuống dưới đó em ngồi với chị. Tối em xuống em ngồi với chị sẵn sàng nhường đó cho em. Đấy. Anh xuống với em luôn, anh xuống với em luôn. Anh xuống với em luôn, ngồi đi. Cả nhà ở bên cạnh em. Không thể về một vì một cái thế lực thù địch như thế mà em từ bỏ đi cái nụ hôn đầu đời của mình được. Em ngồi bán với em được không? Hả? Bên đây thế lực ghê quá. Ồ, sức kìa, gác nói kìa, năn nỉ kìa. Ok kìa. Ồ, kìa, hôn đi, hôn đi. Hôn đi kìa. Chỉ hôn thôi. Chỉ hôn thôi mà. Môi chạm môi thôi mà, chứ đâu có biết là bắt là lưỡi phải đi du lịch đâu. Hôn anh. Thôi. Em đổi. Không. Lớn rồi. Làm gì phải có trách nhiệm chứ. Em lúc nào cũng có cái tâm lý là anh Brad và chị Diễm chính là một cặp. Trong bốn bạn nam thì em nghĩ là thời điểm đó là đối với anh Nhân là an toàn nhất. Nhiều khi qua chương trình này anh về anh cạch mặt em thiệt chứ không phải em cạch mặt anh đâu. Sao anh bình thường mà. Anh bình thường, Nhân bình thường mà, Nhân dễ, Nhân hồn dễ ở. Hồn anh tình cảm lắm. Ai đối với anh cũng có tình cảm. 5 giây nha mọi người. 5 giây luôn. Em không làm được. Em không làm được. Em Nhân chủ động đi. Em chủ động đi. Bây giờ con bé Nhân chủ động đi. Em chạm môi vào. Cho thì không chịu. Đúng rồi. Thích Nhân cơ. Thả cái tay ra Miu. Bỏ tay ra xem nào. Không xem chứ. Bỏ tay ra nào. 4 5. Trong ba người mà thực hiện thử thách đối với em thì cái người mà để lại cảm xúc nhiều nhất thì vẫn là anh Nhân. Chắc chắn là cái thử thách mà nhớ nhất đó chính là cái thử thách mà hôn môi. Thật sự lúc đó rất là ngại, bởi vì là coi Miu như là một đứa em, nhưng mà nghĩ ở đây chỉ là một cái game thôi. Thì sau đó mọi người rất bình thường. Em đổi hồn thủy cho em xin phép đổi hồn thủy. Em muốn đổi ai? Cho em ra ngoài. Em đổi Tuấn Anh qua đây cũng được. Rồi Vi vô đây. Vi qua kia. Nào, đến lượt Vi á. Sao vậy? Không ta lực rap. Ta lực rap. Đừng nói là em yêu anh rồi nha. Chết luôn á. Em biết anh nhóc xuống mà nó không nên là biết rồi. Trời ơi, ráng. Thật ra qua đến bên này em mà còn bị nữa thì thôi. Rồi. Mình mệt nè, bên đây mệt nè. Thôi em quay đi, Brad đứng lên đi. Gặp bụng 10 cái chạm mũi người à, tức là một người ngồi đằng trước kia kìa. Xong gặp được. Ngồi, anh Brad ngồi rồi chị gặp lên. Ờ gặp lên xong chạm vào mũi đấy 10 cái. Thế thì gặp nam. Quick her. Yeah. Very pretty. Yeah. Yeah. Ủa tôi chưa chọn mà. Sao em phải gái lên?
đi ra luôn. Vì Rác với lại Diễm thì đúng là hai người này nó cứ rất là nhiều, rất là đẹp đôi, rất là nhìn rất là hợp. Nhưng mà mình không nghĩ là đã từng yêu lâu rồi. Kiểu là hai người này kiểu giống như là đang tìm hiểu nhau thôi, chứ gọi là chưa có gọi là yêu nhau quá lâu hoặc là sẽ là cặp đôi. Bây giờ mình nghĩ là nếu mà về phần trăm của hai người này thì có một chút xíu gọi là nghi ngờ hai người này thôi. Mọi người dọn giường á, dọn ra. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Đúng đấy, đấy, đấy. Cái giống nhà thì làm. Đấy, ừ. Ơi. Ơi. Ê, ôi. Ê. Chết chết. Trời ơi. Ê. Ôi ơi. Vui chơi hả? Vui chơi hả? Sao mọi người? Rap rất là dễ thương, ngây ngô, đáng yêu và nhiệt tình hưởng ứng cái trò chơi này. Khi mình vừa Fred nhìn em là em ở đây cô em là một chỗ ở đây cho nên Fred à nãy là feel good. Ờ cảm giác hoa nữ chị khi mà chị thực hiện với Red thì mình cảm thấy cũng hơi khó chịu một tí xíu, nhưng mà vẫn cố giấu chứ mọi người. Cái đó là cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy nó khó kiềm chế nhất. Này đã là đêm cuối của 8 thành viên tại ngôi nhà chung. Ở đây chắc chắn đã để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên và vô vàn những cung bậc cảm xúc. Giờ đây khi quá khó để nói thành lời thì những dòng thư tay được giấu tên sẽ là cơ hội để họ cùng nhau trải lòng mình một cách dễ dàng nhất. Ai sẽ viết cho ai và họ đang giữ tâm tư gì về nhau? Huyền, anh biết ai viết cho em rồi. Thảo, Diễm, chị ông không có này. Brad, Long, không muốn nhận luôn. Tuấn Anh, Tuấn Anh nhiều thư thế. Đi về em ơi, em ơi. Em bây giờ đi. Để đi chứ. Hiền nó còn có thư kìa. Cũng có anh Nhân cũng là người đồng cảm, cũng là người gặp chúng trường hợp của mình nên là thấy không sao cả. Thấy cũng cảm giác nó hơi kiểu bị hụt hẫng một tí thôi, chứ cũng không có gì gọi là buồn nhiều cả. Anh không biết thư. Em biết thư này, anh biết cho em rồi. Nào đọc lên, đọc tròn vành rõ tiếng lên em. Ôi trời, ai đứa nào nói anh ghi Hiền ơi đấy. Hiền nó còn có thư kìa. Hiền nó còn có thư kìa. Trong nhà chung á thì anh Nhân hay gọi tên Hiền. Em có nhắc, em có mỗi lần mà gọi sai thì em có nhắc là em tên Huyền. Thì anh vẫn gọi Hiền, thì em khẳng định luôn là anh Nhân viết Hiền ơi. Em đang buồn á, em mở cái lá thư này ra, em nhìn câu đầu tiên em buồn. Sau đó em nhìn những dòng ở dưới em buồn thật sự luôn á mọi người. Rồi em đọc đi. Rồi em đọc đi. Hiền ơi, a hi hi, anh không biết viết gì, vui thì viết. Mọi người thấy vui hả? Vui. Em đọc tên đi. Đây, không vui. Đừng có vui. Nhìn em thiệt dễ thương a hi hi. Thế hỏi em có thích anh không? Wow. Sao vậy hả? Từ là một lá thư vui viết cho người em thì nó trở thành một cái gì đó khiến cho Huyền cảm thấy rất là buồn cũng như là khóc. Thì mình cảm thấy thật sự có lỗi. Thì mình cũng có nhắn tin cho Huyền, xin lỗi Huyền. Em vẫn chưa đọc hết tin nhắn. Tâm trạng của em hiện tại thì em hơi buồn vì cái lá thư anh viết. Trong 7 người trong này nè, ai cũng lớn hơn em hết. Cái thứ nhất là em thấy em bị xúc phạm á, tên em viết sai. Cái thứ hai là em thấy giống như là em nhỏ cho nên là anh viết giống như là kiểu đùa giỡn, hay chọc em vậy đó. Em không thích như vậy. Sau 5 ngày ở nhà chung thì em nghĩ là anh Nhân là một người tính tình ảnh hơi con nít một tí. Với lại là ảnh khi mà ảnh vui thì ảnh sẽ không có suy nghĩ nhiều tới cái cảm nhận của người đối diện. Là nếu như mà ảnh viết lá thư như vậy thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Em không nói nữa, em hết nói rồi. Ta Long. Người anh Long,
em tin vào duyên ngay từ lần đầu gặp mặt. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy cảm xúc trong mình thay đổi liên tục, nhanh đến chóng mặt như vậy chỉ trong vài ngày. Nhưng đến thời điểm này, em không muốn cảm xúc trong mình rối ren và thay đổi như vậy nữa. Em mong anh giúp em làm cho những cảm xúc đó chắc chắn và trật tự hơn. Em cũng có nghĩ đến việc sau chương trình trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ lại thay đổi, nhưng không sao, khoảng thời gian này cũng đã và đang rất đẹp. Em thực sự thích hình ảnh em trong bếp. Anh cũng thích hình ảnh em trong bếp. Anh Long là người con trai mình gặp đầu tiên trong nhà chung, và lúc mình gặp ảnh cũng là lúc ảnh đang nấu ăn. Mình rất thích hình ảnh đó. Và ngày hôm nay thật là hay khi mà ngày cuối cùng ở nhà chung, mình lại thấy anh Long ở trong bếp và rửa chén. Mình biết đấy là lá thư của Thảo gửi cho mình, bởi vì mình và Thảo đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Thảo cũng đã chia sẻ với mình những cảm xúc của Thảo với mình. Nên khi mình đọc được những dòng đó thì mình biết chắc chắn người viết cho đừng viết lá thư đó là Thảo. Gửi Thảo, anh đến với chương trình mong sẽ tìm được cảm giác mà anh đã từ lâu không có được. Qua vài ngày thôi nhưng dường như anh đã tìm lại được cảm giác yêu, ghen, khó chịu cũng như những giây phút vui vẻ bên em. Anh mong rằng những tình cảm này sẽ cùng anh đi tiếp trong thời gian tới. Anh không hứa gì cả nhưng anh sẽ làm tốt nhất những gì anh có thể. Cảm ơn em. Tới thời điểm này thì mình không còn phân vân giữa Long và Nhân nữa. Mình đã xác định là mình muốn tìm hiểu một mình Long thôi. Thích đọc được không? She read a mean letter. Fred, Mark was in. Tôi nên Fred là ôi là im. Anh rap. Lời đầu tiên đây không phải là thư gửi cho người em có tình cảm đặc biệt, mà là thư của một đứa em gái dành cho một trong bốn người anh trong nhà chung. Em cảm thấy quý mến nhất có thể là do cách anh đối xử với mọi người lúc nào cũng lịch sự và chu đáo, nên bản thân em có phần quý anh hơn. Hy vọng anh và một nửa của mình mãi mãi hạnh phúc. Lắm. You understand? Khi Brad nhớ xem letter, bắt đầu là quý Brad, Brad hiểu. Nhưng mà từ quý Brad là Brad là không hiểu. Nhưng mà khi Brad thấy cái letter style, khi letter style Brad suy là letter của anh là when còn tốt, mặc dù Brad là người Hàn Quốc, Brad là người Việt Nam, nhưng mà Brad cảm thấy là chắc chắn em gái. Ok, Diễm đọc đi. Chu Diễm, anh rất vui khi gặp lại em ngày hôm nay. Anh sẽ hạnh phúc hơn khi gặp em vào ngày mai hả? Em hy vọng là ngày mai mình sẽ hạnh phúc. Anh nghĩ là đấy là một câu châm ngôn đấy. Như là anh luôn đó, muốn gặp là, em hôm qua, hôm nay và ngày mai. Phải giải thích vậy, đúng không? Đúng không? Không, Rat không có gì đâu. Hôm qua không có gặp Rat thì hôm nay gặp lại Rat, cho nên là Rat mới nói là hôm nay gặp lại em vui, cho nên là em nghĩ là Rat. Viết thì anh không viết được nhiều, nhưng mà thực sự là anh đã, nói chung là có dành tình cảm cho mình. Thưa Tuấn Anh, người được nhiều thư nhất ở nhà. Chia Tuấn Anh, có thể những lời nói này khi anh đọc được có thể sẽ chạm đến cảm xúc của anh. Nếu có làm anh buồn thì em xin lỗi, nhưng đây chỉ là những suy nghĩ và khúc mắc của em. Em thấy anh chưa thực sự đang hòa nhập cùng mọi người, cảm giác như anh đang phải giấu hay không muốn bộc lộ bản thân, con người thật của anh. Khi tiếp xúc với anh, em chưa thực sự cảm thấy anh nhiệt tình trong ngôi nhà chung này. Ủa, cái tên này ai biết? Nếu như anh thực sự coi mọi người như những người bạn thực sự, thì em cũng mong mỏi là anh sẽ hòa nhập cùng mọi người nhiều hơn. Em rất quý anh và tất cả mọi người, nên cũng muốn là chỉ còn những ngày cuối cùng, anh cùng mọi người hãy vui chơi hết mình để chúng ta có một kỷ niệm đẹp cùng nhau trong 7 ngày này. Cái này là thư. Cảm ơn anh đã đọc. Thư warning á. Warning á. Là thư cảnh cáo á. Thư giận mặt đấy. Nếu như mà
nói trước mặt, nói với lại Tuấn Anh thì nó sẽ khó. Bởi vì nếu như mình muốn nói trước mặt Tuấn Anh thì hôm qua mình đã nói với Tuấn Anh ở trên xe rồi. Thì mình nghĩ là Tuấn Anh sẽ hiểu cái lá thư đó. Và có thể là hơi đụng tới lòng tự ái của Tuấn Anh một tí. Nhưng mà dù gì đó cũng là những lời chân thật của mình muốn gửi tới Tuấn Anh. Và mong Tuấn Anh có thể thay đổi trong những ngày tới thôi. Gửi anh Tuấn Anh những năm. Lần đầu gặp anh, em đã có ấn tượng về anh là một người năng động, hoạt bát. Nhưng anh lại ít có thời gian tiếp xúc và hoạt động cùng mọi người trong nhà. Hy vọng là hai ngày tới đây, anh hãy tích cực hoạt động và tìm hiểu ai đó trong nhà chung mà anh có cảm tình. Và hãy là chính mình anh nhé. Chúc anh luôn vui. Và đó là cái điều chung rồi. Cái điều mà muốn Tuấn Anh hòa nhập với mọi người là cái điều đó mà Tuấn Anh cũng cảm nhận được. Và Tuấn Anh sẽ làm những cái điều đó từ giây phút này cho đến những cái ngày cuối cùng trong chương trình. Dù Tuấn Anh xem các bạn như là những cái bạn thân nhất của mình vậy. Đây để anh đọc thư của anh. Nếu có thể cho anh xin chia sẻ vài dòng cùng các bạn của anh. Tuy anh em chúng ta chưa thể chơi cùng nhau trọn vẹn 6 ngày, nhưng ít ra trong 6 ngày vừa qua, anh đã trân trọng mọi người như là những người trong nhà của anh vậy. Còn nói riêng về bản thân anh chia sẻ thật là anh chưa có tình cảm với ai trong 4 bạn. Và anh nghĩ lý do khiến anh như vậy là cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được người bạn gái của anh. Một cô gái mà anh thương nhất trong cuộc đời này, chưa quên được bạn gái cũ. Thì cái này thì buổi đêm trong phòng thì mấy anh em cũng có ngồi nói chuyện với nhau, thì Tuấn Anh có nhắc đến cái điều này. Thế mình biết đó là thư đó là của Tuấn Anh. Nên điều cuối cùng anh mong các bạn hiểu cho anh. Và chúng ta sẽ vui hết mình trong những ngày còn lại như những người bạn chân thành nhất của nhau nhé. Chúc anh em chúng ta có những ngày còn lại thật vui vẻ và hết mình với nhau. Hãy sống như anh em chưa từng sống.